Xin chào bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình xin được giới thiệu đến các bạn 5 gói cước trả sau mới nhất của Viettel bắt đầu từ tháng 5 năm 2023. Các bạn cùng theo dõi để xem lựa chọn những cái gói cước nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình các bạn nhé. Các gói cước áp dụng cho cả SIM trả sau kích hoạt mới, cả SIM trả trước chuyển đổi sang trả sau và cả SIM chuyển mạng từ mạng khác sang mạng Viettel các bạn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu. Gói cước đầu tiên có tên gọi là gói cước V120T. Gói cước này thì khuyến mại tương tự như gói cước V120 của SIM trả trước. Cụ thể là với 120.000 một tháng, SIM của các bạn sẽ được nhận được những ưu đãi sau: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, một tháng có 50 phút gọi ngoại mạng và mỗi ngày có 2GB data tốc độ cao, tốc độ 4G, hết 2GB ngừng truy cập. Gói cước thứ hai là gói cước V160T. Với khuyến mại 160.000 một tháng, các bạn sẽ nhận được những ưu đãi sau: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, một tháng có thêm 60 phút gọi ngoại mạng, 60 tin nhắn nội mạng và mỗi ngày có 3GB data tốc độ cao, tốc độ 4G, hết 3GB ngừng truy cập. Gói cước thứ ba là gói cước V200U. Với khuyến mại 200k một tháng, các bạn sẽ nhận được những ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng, 100 tin nhắn áp dụng cho cả nội và ngoại mạng. Và đặc biệt, mỗi ngày các bạn sẽ có 4GB data tốc độ cao, tốc độ 4G. Và hết 4GB, rất là may mắn, vẫn sẽ truy cập được mạng với băng thông lên đến 2 Mbps trên giây các bạn nhé. Tốc độ này đủ để các bạn có thể xem YouTube khá là thoải mái rồi. Gói cước thứ tư, gói cước V250U. Với khuyến mại 250k một tháng, các bạn sẽ nhận được những ưu đãi: miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 30 phút, một tháng các bạn sẽ có thêm được 150 phút gọi ngoại mạng, 150 tin nhắn nội và ngoại mạng, mỗi ngày có 5GB data tốc độ cao, tốc độ 4G. Và hết 5GB data thì các bạn vẫn truy cập được với băng thông lên đến 3 Mbps trên giây. Và gói cước thứ 5, gói cước V300U. 300k một tháng, các bạn sẽ được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 60 phút, miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng, 200 tin nhắn nội và ngoại mạng. Và đặc biệt, mỗi ngày sẽ có 6GB data tốc độ cao, tốc độ 4G. Hết 6GB vẫn truy cập được với băng thông lên đến 3 Mbps trên giây. Ngoài 5 gói cước khuyến mại mới thì Viettel vẫn duy trì 12 gói cước khuyến mại trả sau cũ. Các bạn có thể theo dõi trong các video trước của mình. Mình sẽ ghim ở vị trí này để các bạn tiện theo dõi nhé. Ngoài ra thì thời gian cam kết của các gói cước này cũng là điều được các bạn cần quan tâm. Thì với SIM trả sau kích hoạt mới thì thời gian cam kết của các gói cước khuyến mại này là 12 tháng. Tức là khi các bạn đăng ký các gói cước trả sau này thì phải cam kết sử dụng trong vòng 12 tháng nhé. Còn với SIM trả trước đang sử dụng và muốn chuyển sang trả sau thì thời gian cam kết là 4 tháng. Trong vòng 4 tháng này các bạn muốn thay đổi thì cũng được thôi. Chỉ cần các bạn sẽ cần thanh toán khi các bạn chuyển từ trả sau về trả trước. Các bạn cần thanh toán hết cước nóng của tháng các bạn chuyển đổi. Và thêm tiền phí là 25k cộng với lại phí chuyển đổi trước thời hạn là 50% giá cước của gói nhé. Ví dụ các bạn đăng ký gói V160T chẳng hạn, khi các bạn muốn chuyển trước thời hạn các bạn sẽ phải thanh toán hết cước tại cái thời điểm các bạn thanh toán và nộp thêm tiền phí chuyển đổi bao gồm 25.000 tiền phí cố định và 50% phí của gói cước, tức là 50% nhân 160.000 là 80.000 nữa thôi. Rất là tiện cho các bạn để mà các bạn có thể lựa chọn cân nhắc chuyển đổi các gói cước trả trước đang dùng sang trả sau các bạn nhé. Việc linh hoạt chuyển đổi giữa hai gói cước trả trước và trả sau giúp các bạn có thêm nhiều lựa chọn trong quá trình sử dụng SIM Viettel của mình nhé. Việc thanh toán cho các gói cước trả sau này cũng rất là tiện dụng. Các bạn có thể linh hoạt lựa chọn các hình thức, ví dụ như thanh toán qua việc nạp thẻ cào, thanh toán qua thu trực tiếp tại nhà, hay thanh toán qua tài khoản ngân hàng, thanh toán qua các ví điện tử. Ngoài ra các bạn cũng có thể chuyển khoản cho Nghĩa Viettel để nạp thẻ với giá cước khuyến mại hơn nhé. Các bạn cũng có thể lựa chọn phương án đóng cước trước nếu không muốn đóng hàng tháng. Và khi đóng trước 6 tháng các bạn được hưởng khuyến mại thêm 1 tháng, đóng trước 12 tháng được hưởng khuyến mại thêm 2 tháng nhé. Vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn 5 gói cước khuyến mại trả sau mới nhất
dành cho SIM Viettel bắt đầu áp dụng từ tháng 5 năm 2023. Các bạn nào muốn chuyển đổi SIM đang dùng sang trả sau, muốn đăng ký SIM trả sau mới có thể liên hệ với mình nhé, hoặc ra cửa hàng trực tiếp của Viettel. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như đăng ký SIM trả trước, SIM trả sau, lắp đặt Internet truyền hình cáp quang, gia hạn cước đóng trước Internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên SIM đang dùng. Ngoài ra Viettel còn triển khai những cái dịch vụ rất là mới mà nhiều người chưa biết đến như xây nhà trọn gói, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình, vân vân. Các bạn cần hỗ trợ những cái dịch vụ liên quan đến Viettel có thể tin tưởng và liên hệ với Nghĩa Viettel theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.